Xin chào em. Chào anh. Em tên gì? Em tên Dung. Em là người ở đâu? Em người ở Việt Nam, Đà Lạt. Em đẹp quá. Dạ, em cảm ơn. Tốt. Hey, chào anh. Chào anh. Anh tên gì? Mình tên Dương. Anh đang làm gì? Nặng mụn. Nặng mụn là sao? Take care about my skin. Tại sao nặng mụn? Ở dưới. Yeah. Ok, tốt. Hey, chào em. Dạ, chào anh. Em tên gì? Em tên Thọ. Em đang làm gì đây? Em đi mua đồ trong chợ. Mua đồ cho ai? Dạ, em mua đồ cho em. Chào em. Dạ, chào anh. Em tên gì? Em tên Dương. Em đang làm gì? Em đang đi mua quần áo. Mua quần áo để làm gì? Để mặc á. Chào em. Dạ, chào anh. Em tên gì em? Em tên Thành. Em đang làm gì em? Dạ, em đang đi shopping. Đang đi shopping ở đâu em? Dạ, em đang đi shopping ở chợ đồ Sol của Đà Lạt. Bạn tên là gì? Mình tên là Vi. Dạ, cảm ơn Vi. Bạn tên là gì? Tôi tên là Châu. À, cảm ơn Châu. Bạn tên là gì? Mình tên là Thanh. Dạ, cảm ơn Thanh.